Video này không phải là một kinh thánh đưa đường dẫn lối giúp cho bạn có thể nhanh chóng trở nên giàu có hay độc lập về tài chính. Video này nhằm mục đích cho bạn thấy bức tranh tổng thể về quá trình vươn lên về mặt thu nhập của những người mà chúng ta thấy rất bình thường trong xã hội. Mình hy vọng những ai đang cảm thấy bế tắc về tài chính trong cuộc sống có thể tìm được lối ra sau khi đã xem video. Hãy xét câu chuyện sau về hai nhân vật hư cấu. Tuy là hư cấu nhưng câu chuyện của họ được viết ra dựa trên những gì mình đã thấy, đã trải qua cũng như đã được chia sẻ. Những gì họ đã trải qua cũng sẽ không khác lắm với vô vàn những người khác ngoài xã hội. Chúng ta có An và Bình. Cả hai đều tốt nghiệp chung trường đại học chuyên ngành toán tin và đi làm chung cho một tập đoàn IT lớn trong nước, như Vinagame chẳng hạn. Do là sinh viên mới ra trường và còn non kinh nghiệm, hai bạn được nhận mức lương 8 triệu một tháng với nhiều hứa hẹn về việc tăng mức lương thưởng nếu làm việc tốt. Năm đầu tiên, An. An là nữ, có học lực vừa phải ở trường đại học, mê toán và công nghệ. Khi vào công ty, An làm vị trí kỹ sư, IT engineer và luôn luôn chăm chỉ học và làm. Các công việc giao cho cô đều dành thời gian tỉ mỉ để hoàn thành. Trong giờ làm việc, khi có thời gian rảnh rỗi, An sẽ tìm hiểu thêm về các công cụ lập trình mới, các xu hướng công nghệ để trau dồi thêm kỹ năng cho bản thân. Sếp của An là một người thân thiện và luôn để cho An có thời gian thoải mái tự học, nhưng lúc cần thiết cũng tạo áp lực để An phải hoàn thành việc theo kế hoạch. Phần lớn thời gian An dành để đi làm xong thì về nhà ăn uống, nghỉ ngơi, đọc thêm sách hoặc coi phim rồi ngủ. Nói chung An là một người chăm chỉ, siêng năng, có chí học hành và có khả năng làm việc tốt. Đây là một kiểu nhân viên điển hình ở trong rất nhiều công ty. An nhanh chóng được tăng lương lên mức 10 triệu một tháng tính từ năm thứ 2 và bắt đầu được giao cho những dự án lớn với mức thưởng lớn hơn. Thu nhập năm đầu của An gồm 12 tháng lương, tháng lương thứ 13, thưởng Tết và thưởng KPI, gộp lại khoảng 120 triệu Việt Nam đồng. Bình. Bình là nam, cũng chỉ có học lực vừa phải ở trường đại học, học chung khối ngành với An. Bình cũng làm vị trí kỹ sư như An, tuy nhiên khác với An, Bình không được siêng lắm và không tập trung tốt vào công việc. Bình vẫn hoàn thành công việc nhưng chỉ ở mức trung bình hoặc cao hơn trung bình một chút. Sếp của Bình không phàn nàn gì nhiều với cậu, nhưng cũng không có gì để khen ngợi. Bình có thời gian rảnh thì luôn tìm hiểu về các công ty khác. Bình thích công nghệ và thích tìm hiểu các mô hình kinh doanh của các công ty khác. Cậu liên tục quan sát các công ty hiện tại của mình đang vận hành và so sánh với những công ty cậu thấy trên mạng. Có thời gian rảnh rỗi thì cậu lại đọc sách về các mô hình kinh doanh. Do không ở lại làm thêm thời gian nên Bình thường rảnh hơn An. Và khi đi làm về, cậu dành thời gian để đi gặp bạn bè cũ cũng như những người bạn mới. Cậu có hội bạn đam mê kinh doanh, công nghệ và thường họ dành nhiều thời gian chia sẻ cho nhau về các thương vụ gọi vốn, về các startup như Tiki, Momo, Grab. Không chỉ dừng ở mức trò chuyện, Bình còn làm những công việc freelance về IT cậu kiếm được trên mạng, cũng như phụ bạn bè của cậu làm một số sản phẩm IT cá nhân. Hết năm đầu tiên, Bình vẫn là một kỹ sư trung bình. Sau buổi đánh giá cuối năm thì lương tăng nhẹ lên 9 triệu, tính từ năm thứ 2, và cậu chỉ được giao làm dự án nhỏ. Nhưng cậu lại có một mối quan hệ rộng ở ngoài. Cậu nắm bắt được các xu hướng công nghệ sắp tới, hiểu về blockchain, xu hướng AI và ứng dụng của nó trong ngành y. Thu nhập năm đầu của Bình gồm 12 tháng lương thứ 13, thưởng Tết và thưởng KPI, làm thêm việc bên ngoài gộp lại khoảng 130 triệu Việt Nam đồng. Năm thứ 2, An. Nhờ năng lực đã được chứng minh của mình, An bắt đầu làm các dự án lớn hơn, khó hơn. An vẫn duy trì việc học tập, liên tục cập nhật kỹ năng mới, thậm chí học thêm những thứ mà công ty chưa dùng đến vì đam mê. An được gặp quản lý cấp cao nhiều hơn và dần được đưa vào các cuộc họp quan trọng mang tính chiến lược của sản phẩm. Các công việc trở nên khó khăn và thử thách hơn nhưng cũng giúp An trở nên cứng cáp về mặt chuyên môn hơn. Thu nhập của An từ 12 tháng lương, lương tháng 13, thưởng Tết và thưởng KPI được khoảng 170 triệu Việt Nam đồng, tăng khoảng 40% so với năm đầu. Bình cũng bắt đầu được giao các công việc khó hơn nhưng không khó như An. Cậu vẫn giữ thói quen đọc về thị trường và tìm gặp nói chuyện với bạn bè. Sau một thời gian thì Bình không nhận làm dự án freelance nữa mà tập trung hết thời gian giúp bạn của mình startup. Bạn của Bình cũng chân trong chân ngoài, sáng đi làm công ty, tối về code cho startup riêng. Cả hai được xem là người sáng lập cho công ty. Công ty của hai bạn là về mảng bảo hiểm, lĩnh vực đang rất nổi trên thị trường và nhắm vào khối doanh nghiệp với các giải pháp giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí bảo hiểm cho nhân viên. Bình không có lương từ startup này và thường xuyên phải vay thêm tiền gia đình, bạn bè cho các chi phí như tên miền hay là mua công cụ. Thu nhập năm 2 của Bình hầu như dậm chân tại chỗ, tăng nhẹ lên mức 150 triệu Việt Nam đồng, tức là khoảng 15% tăng lên so với năm trước và không có khoản tiết kiệm nào. Năm thứ 3, An và Bình đều chuyển công ty. An được nhận vào làm một công ty quốc tế sau khi đã vượt qua các vòng kiểm tra khắt khe với mức lương cao đến 1.000 USD tương đương với 23,3 triệu Việt Nam đồng. An được nhận vào làm nhờ thể hiện năng lực xuất sắc trong các dự án của công ty cũ và vốn tiếng Anh rất tốt. Lúc này tổng thu nhập năm của An đã tăng nhanh lên mức 360 triệu Việt Nam đồng tương đương với 15.000 USD gồm lương và thưởng. Sau hơn 12 tháng hoạt động, startup của Bình gọi vốn được 50.000 USD vòng pre-seed và cũng được định giá khoảng 400.000 USD. Bình và bạn đồng nghiệp ngay lập tức nghỉ việc ở công ty hiện tại để tập trung làm toàn thời gian cho startup của mình. Gồm Bình trong vai trò tìm kiếm đối tác, người bạn đồng sáng lập thì chuyên hoàn toàn về kỹ thuật. Cả hai tự trả lương cho bản thân ở mức 10 triệu Việt Nam đồng một tháng. Họ trả cho các nhân viên của họ thấp nhất thì 15 triệu một tháng.
cao nhất là 30 triệu một tháng. Họ phải trả rất cao để thu hút người tài làm cho startup của mình, nhưng bù lại họ là người nắm cổ phần nhiều nhất. Hết năm thứ 3, tổng thu nhập từ công ty cũ của Bình cộng với thu nhập từ công ty mới là khoảng 130 triệu Việt Nam đồng. Tuy nhiên, Bình nắm 25% cổ phần của công ty, do đó trên giấy tờ anh có khối lượng tài sản khoảng 100.000 USD. Năm thứ 4 trở đi, An bắt đầu lo nghĩ nhiều hơn về tài chính, mặc dù đã được tăng lương lên mức 1.100 USD, cô đang 26 tuổi và năm sau sẽ lập gia đình. Do đó, cô tập trung nhiều hơn vào việc tăng trưởng tài chính cá nhân để sống thoải mái hơn. Sau 3 năm đi làm, An dành dụm tiết kiệm được khoảng 20% tổng số thu nhập, tương đương 150 triệu Việt Nam đồng. Vào đầu năm thứ 4, An để 100 triệu vào trong tài khoản tiết kiệm ở ngân hàng và dùng 50 triệu kia tham gia vào thị trường chứng khoán. Trước đó An từng học về toán tài chính, Financial Mathematics khi còn học ở trường, từng tự đánh chứng khoán với số vốn vài triệu thời sinh viên. Cô dành thời gian ôn lại kiến thức, đồng thời tìm hiểu sâu hơn vào thị trường chứng khoán. Cô cũng vận dụng kỹ năng IT của mình để tự viết ra một con bot giúp hỗ trợ giao dịch vì thời gian giao dịch diễn ra lúc cô đang đi làm. Cứ mỗi tháng cô lại bỏ thêm 3 triệu vào số tiền 50 triệu ban đầu và lại để 5 triệu ra bỏ tiết kiệm ngân hàng. Tổng cộng từ tiết kiệm và tiền đầu tư chứng khoán, An thu về gần 28 triệu. Qua năm thứ 5, An bỏ tiền lời vào lại tài khoản tiết kiệm cũng như chứng khoán và tiếp tục giao dịch cho năm tiếp theo. Tính đến hết năm thứ 5, An có tổng thu nhập là 1.100 x 12 bằng 13.200 USD. Thưởng KPI và Tết tương đương 4 tháng lương bằng 4.400 USD. Tổng thu nhập là 17.600 USD. Các khoản đầu tư mang về cho An 53 triệu Việt Nam đồng, tương đương với 2,3 tháng lương. Trong năm thứ 4, khác với An vốn giao dịch kiếm lời trên cổ phiếu của công ty khác, mục tiêu của Bình là đẩy giá trị cổ phiếu của công ty mình lên và tập trung vào việc tìm kiếm khách hàng, mở rộng mạng lưới kinh doanh. Bình vừa kiêm vị trí phát triển sản phẩm Product Manager của công ty, đồng thời vị trí phát triển doanh nghiệp Business Development. Phần lớn thời gian đi làm, Bình ít khi đến công ty mà là hẹn gặp những người khác nhau, lắng nghe nhu cầu của họ và đưa ra các chiến lược sản phẩm cho công ty. Sau hơn nửa năm, Bình đã xây dựng được mối quan hệ thân thiết với các tập đoàn bảo hiểm cũng như các doanh nghiệp có nhu cầu bảo hiểm cho nhân viên. Nhờ vào thành công này mà công ty gọi vốn thành công vòng seeding với số tiền là 300.000 USD và được định giá 3 triệu USD. Trung bình mỗi tháng công ty chi hết 18.000 USD cho tiền lương nhân viên, chi phí thuê văn phòng, các chi phí đi lại cũng như tiền vận hành hệ thống. Số tiền 300.000 USD gọi vốn cộng với doanh thu của công ty vào khoảng 100.000 USD giúp họ đủ vận hành trong gần 2 năm. Bình nắm giữ 25% cổ phần công ty, tương đương khối tài sản trên giấy 750.000 USD. Về thu nhập, Bình chỉ dám tự trả lương cho bản thân 12 triệu một tháng và có khoản tiết kiệm nhỏ 30 triệu gửi ngân hàng một năm. Anh cũng đã trả hết các khoản nợ cá nhân. Sang năm thứ 5, công ty của Bình duy trì được tăng trưởng ổn định, có tháng lời có tháng lỗ, chi phí tăng lên do tuyển thêm người, tăng lương cho người cũ. Công ty cũng đã mở rộng hoạt động từ nhóm doanh nghiệp sang thêm nhóm khách hàng cá nhân. Bình và Cảnh lúc này đã có thu nhập tốt hơn và đã tự trả lương cho bản thân 1.000 USD một tháng. Công ty không cần gọi thêm vốn trong năm đó nhưng vẫn duy trì được đà tăng trưởng tích cực và cả hai kỳ vọng có thể gọi vốn vòng Series trong năm sau. Tổng kết, như vậy sau 5 năm có thể thấy là cả An và Bình đều đã đạt được ngưỡng thu nhập đủ để sống thoải mái, tuy cả hai đã chọn con đường đi khác nhau. Về mặt tài sản, An tuy có ít hơn Bình nhưng độ thanh khoản, tức là khả năng quy ra tiền mặt lại tốt hơn. Còn Bình thì tuy có lượng tài sản lớn gấp nhiều lần An, nhưng độ thanh khoản thấp hơn và phải đợi lâu hơn để hái quả ngọt. Nhưng sau này nếu gọi vốn thành công, về mặt lý thuyết Bình có thể bán một phần nhỏ cổ phần của mình để có tiền cải thiện cuộc sống. Nếu công ty được định giá khoảng 30 triệu USD trong 2 năm sau đó, Bình chỉ cần bán 0,01% cổ phần cho các nhà đầu tư là đã thu về 30.000 USD. Câu chuyện của An và Bình tuy chỉ được xây dựng lại dựa trên con đường đã đi của rất nhiều người khác, nhưng nó vẫn có thể cho chúng ta thấy được các yếu tố cần thiết để một người có thể đạt được sự thoải mái về mặt tài chính. Có thể trên thực tế mọi thứ bạn gặp trong cuộc sống không suôn sẻ như trong câu chuyện, nhưng điều đó không có nghĩa là những nguyên tắc được sử dụng trong đó không thể không áp dụng được cho cuộc sống của bạn. Yếu tố cần thiết về mặt sự nghiệp. Yếu tố thứ nhất, giỏi kỹ năng chuyên môn. Mức độ giỏi ở đây không nhất thiết phải là nằm trong nhóm 10% giỏi nhất, mà chỉ cần trong nhóm 30% là đủ. An tuy là một kỹ sư tốt, nhưng An không phải quá xuất sắc. Bình là một người ham tìm hiểu, có kiến thức sâu rộng về thị trường, giỏi giao tiếp. Nhưng người như Bình cũng không phải là hiếm ngoài xã hội. Tuy vậy, họ đủ giỏi ở mức mang lại được nhiều giá trị hơn cho người khác, nổi bật hơn người khác trong nhóm và được trọng dụng. Khi được trọng dụng, họ có nhiều cơ hội để vươn lên hơn. Yếu tố thứ hai, kết hợp các kỹ năng khác nhau. An chỉ là một kỹ sư nhưng cô đã biết vận dụng thêm kiến thức đã có của mình về thị trường tài chính để tăng thu nhập. Cô đan xen kiến thức IT, toán và tài chính với nhau. Cô dùng bộ kỹ năng này để tạo ra bot ảo của riêng mình và để giúp việc mua bán, chốt lệnh, tính toán lời lỗ nhanh hơn. Con bot đó không thay cô giao dịch nhưng nó giúp cô đưa ra quyết định tốt hơn và an toàn hơn. Về phía Bình, anh vận dụng kiến thức và kỹ năng IT sẵn có, cộng thêm kiến thức và kỹ năng phân tích thông tin để tìm ra các xu hướng mới trong công nghệ, tìm ra giải pháp cho nhu cầu của khách hàng. Anh còn kết hợp các kỹ năng đó với kỹ năng giao tiếp tốt của mình để trở thành một người sale giỏi, có thể đi gặp đối tác, chốt thương vụ và mang tiền về cho công ty. Yếu tố thứ ba, chấp nhận rủi ro.
An đã mạo hiểm bỏ tiền vào thị trường chứng khoán và quỹ đầu tư. Đây đều là những cách đầu tư có độ rủi ro cao. Chứng khoán thì rủi ro sẽ cao hơn quỹ đầu tư. Bình sau 2 năm đi làm đã nghỉ việc để làm startup. Đấy cũng là một hành động có mức độ rủi ro vô cùng lớn. Nhưng rủi ro lớn không có nghĩa là không có cách để giảm nó. Để giảm thiểu rủi ro, Bình xây dựng startup của riêng mình trong khi vẫn đi làm. Chỉ khi nào startup của anh gọi vốn thành công đợt đầu thì anh mới quyết định nghỉ làm. Còn với An, cô chọn đầu tư với số vốn vừa phải cũng như chọn mức sinh lời vừa đủ trên thị trường là tầm 20%, chứ không nhắm đến những con số lớn hơn như 50% hay gấp đôi tài khoản 100%. Yếu tố cần thiết về mặt cuộc sống cá nhân, chi tiêu vừa phải, đây là một điều hiển nhiên. Bạn không nên chi vượt quá số tiền bạn kiếm được, nên tránh tâm lý tự thưởng thường xuyên, tức chi một lượng tiền lớn cho một dịch vụ hay món hàng nào đó và tự trấn an bản thân rằng mình đã chăm chỉ nhiều rồi. Chọn người yêu phù hợp. Đây là yếu tố nhiều người thường không để ý, nhưng người yêu của bạn hoàn toàn có thể trở thành nhân tố giúp thúc đẩy tăng trưởng tài chính của bạn, hoặc là một gánh nặng kéo bạn xuống. Xét về mặt tài chính, khi hai người hợp lực lại thì 1 với 1 có thể bằng 4 hoặc 5 chứ không chỉ bằng 2. Gia đình không cản trở. Có được sự ủng hộ của gia đình trong sự lựa chọn nghề nghiệp của mình là một lợi thế lớn. Không nghiện chất kích thích. Sẽ là cực kỳ khó để bạn đạt được sự thoải mái về tài chính nếu bạn liên tục tiêu tiền để nhậu hoặc chơi thuốc. We gonna fit a pain, your shit gone, bro. I tell you, bro, smoking, bro, we be smart as hell. We be smart as hell. Một số điều cần ghi nhớ. Thứ nhất, bạn cần tích lũy kiến thức về tài chính và tiền bạc. Tích lũy tức là học và tìm hiểu trong nhiều năm. Thứ hai, đường dài mới biết ngựa hay. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các quỹ đầu tư có thể duy trì mức sinh lời 9-10% trong suốt 20 năm liên tục sẽ có kết quả kinh doanh tốt gấp nhiều lần những quỹ đầu tư đạt mức sinh lời cao nhưng không ổn định. Đây là những quỹ đạt mức sinh lời 30% trong một năm. 3. Bạn cần biết về công nghệ. Biết ở đây không đòi hỏi ở mức phải lập trình được, mà là hiểu được cách dùng các công cụ công nghệ để tăng năng suất, tạo ra nhiều giá trị hơn, làm việc hiệu quả hơn. Thứ tư, bạn cần phải giỏi tiếng Anh hoặc tiếng Hoa. Giỏi tiếng Anh hoặc tiếng Hoa không chỉ giúp bạn có thêm cơ hội làm ở công ty quốc tế, tăng thu nhập cá nhân mà còn giúp bạn đọc được nhiều tài liệu bổ ích từ bên ngoài. Thứ năm, bạn cần phải hành động. Nghĩ nhiều thế nào, đọc nhiều ra sao cũng không thể đưa ra được kết quả, phải hành động. Chúc các bạn kiên định và thành công. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì xin hãy đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Việt Anh, xin chào và hẹn gặp lại.